Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Nghiên cứu mới cho thấy não hoạt động mạnh mẽ nhất để loại bỏ chất thải trong khi ngủ. Los Angeles, miền Nam California, một chuyên viên tài chánh bị kết án 8 năm tù vì trộm hơn 1 triệu đô la. City of Industry, California, một cô gái đã giật súng cảnh sát rồi tự bắn trúng mình, cô gái thiệt mạng. Một người đàn ông gốc Việt ở Utah lũi xe nhắm vào hàng loạt phụ nữ đi bộ, gây thương tích, bị truy tố cố ý tông xe rồi bỏ chạy. Cây cầu Francis Koski ở Baltimore, Maryland bị tàu hàng tông, sập cầu, nhiều xe đang chạy lọt xuống sông. Khu học chính của Los Angeles bị kiện với cáo buộc che giấu chương trình giảng dạy về người chuyển giới. Người cao niên ở California từ 70 tuổi trở lên phải thi lại bằng lái xe. Hội đồng bầu cử Chicago sơ ý bỏ sót hơn 9.000 lá phiếu gửi qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử sơ bộ. Theo cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, Tổng thống Biden theo sát nút cựu Tổng thống Donald Trump ở 6 trên 7 tiểu bang quan trọng, một người đàn ông ở Texas đổi tên thành Leader Anybody Else để tranh cử tổng thống. Tin từ Georgia, biện lý Fannie Willis vẫn còn phải tự biện hộ trong phiên lấy lời khai ngày thứ Năm 28 tháng 3. Hoa Kỳ truy tố 7 công dân Trung Quốc tội tinh tặc nhắm vào chính quyền Hoa Kỳ. Hoa Kỳ báo động an ninh cho công dân ở Pháp sau khủng bố hòa nhạc ở Moscow của Nga. Xe chở công dân Trung Quốc bị tấn công khủng bố ở Pakistan, nhiều người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ bắt 147 người bị nghi ngờ có liên quan đến nhà nước Hồi giáo IS. Tin Việt Nam, người được ca ngợi trong chương trình thương vụ bạc tỷ, Shark Thủy, bị bắt, cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên chiều ngày hôm nay, nghiên cứu mới cho thấy não hoạt động mạnh mẽ nhất để loại bỏ chất thải trong khi ngủ một điều nghịch lý là trong lúc ngủ thì chúng ta cần yên tĩnh như bộ não lại vẫn hăng say hoạt động đêm thì đã tịch mịch nhưng não vẫn không chịu ngủ. Trong lúc ngon giấc, các tế bào não tạo ra những xung điện tích tụ thành các đợt sóng nhịp nhàng. Đây là dấu hiệu cho thấy hoạt động của tế bào não đang tăng cao. Nghiên cứu mới từ trường đại học thuộc khoa học Washington University ở St. Louis cho thấy, sóng não chậm có liên quan tới một giấc ngủ sâu, sản khoái. Và giờ đây, các khoa học gia tại Washington University khám phá ra rằng sóng não giúp cho não loại bỏ chất thải trong khi ngủ. Các tế bào thần kinh riêng rẽ kết hợp để tạo ra những đợt sóng nhịp nhàng, rửa sạch não trong tiến trình này. Tế bào thần kinh là các máy bơm thu nhỏ, hoạt động thần kinh đồng bộ hóa tạo ra dòng lưu chất và loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi não. Tác giả đầu tiên của nghiên cứu là tiến sĩ Li Fian Chan -xie cộng tác viên nghiên cứu hậu tiến sĩ tại khoa bệnh lý và miễn dịch học đã giải thích nếu chúng ta có thể phát triển tiến trình này thì có thể làm chậm hoặc thậm chí ngăn ngừa các bệnh về thần kinh bao gồm có bệnh alzheimer và parkinson trong đó các chất cặn bã chẳng hạn như chất thải từ tiến trình trao đổi chất và protein rác tích tụ trong não sẽ dần dần dẫn tới thoái hóa thần kinh Khám phá này được công bố vào ngày 28 tháng 2 trên tạp chí Nature. Các tế bào điều phối suy nghĩ, cảm xúc và chuyển động của cơ thể, đồng thời hình thành mạng lưới năng động, cần thiết cho việc hình thành trí nhớ và giải quyết vấn đề. Nhưng để thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi năng lượng vừa nêu trên, thì tế bào cần phải có nhiên liệu. Việc người ta hấp thụ chất dinh dưỡng từ chế độ ăn uống, tạo ra chất thải, trao đổi chất trong tiến trình này. Điều quan trọng là não phải loại bỏ chất thải. Do trao đổi chất, có thể tích tụ và góp phần gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh. Tiến sĩ Jonathan Kipnis, giáo sư kiệt xuất của khoa bệnh học và miễn dịch học Alan A. và Edith Wolf, kim nhà nghiên cứu của BJC, cho biết. Kipnis là tác giả cao cấp trong nghiên cứu. Ông nói, chúng ta biết rằng giấc ngủ là thời điểm não bắt đầu tiến trình làm sạch để loại bỏ chất thải và độc tố tích tụ trong khi còn thức. Nhưng chúng ta không biết điều đó diễn ra bằng cách nào. Những khám phá này có thể chỉ giúp chúng ta chuẩn bị liệu pháp để tăng tốc độ loại bỏ chất thải gây hại và loại bỏ nó trước khi nó có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Los Angeles, miền Nam California, một chuyên viên tài chính bị kết án 8 năm tù vì trộm hơn 1 triệu đô la. Một chuyên viên quản lý tiền 62 tuổi đã bị kết án gần 8 năm tù tiểu bang vì ăn trộm hơn 1 triệu đô la từ một bác sĩ tâm thần đang hành nghề ở Thousand Oaks. Các nhà chức trách công bố vào cuối tuần trước, biện lý quận Ventura cho biết David Howard Siner, cư dân của Whittier, đã có được quyền truy cập tài khoản tài chính của nạn nhân sau khi thỏa thuận quản lý công việc kinh doanh của bác sĩ. Từ năm 2014 tới cuối năm 2018, Sainer đã thực hiện hơn 13 kế hoạch khác nhau để bòn rút tiền bất hợp pháp từ vị bác sĩ tâm thần, sử dụng phần lớn tiền mặt để mua hàng hóa và những dịch vụ xa xỉ cho bản thân và vợ sắp cưới của anh ta, bao gồm cả du lịch hạng nhất, giải trí và giải phẫu thẩm mỹ. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng VCTA, các khoản chi cho các hạng mục như bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà, tiền mua xe và học phí. Tới tháng 8 năm 2018, nạn nhân nghi ngờ rằng Sainer đã ăn cắp của ông và thuê một kế toán viên được chứng nhận để khám phá số tiền mà ông đã bị lừa. Hai tháng sau, cục điều tra của VCDA bắt đầu xem xét vấn đề và vào năm 2020 đã sử dụng một kế toán nội bộ để theo dõi các giao dịch mua hàng của Sainer. Công tố viên cho biết Tội này được thực hiện theo cách có kế hoạch tinh vi hoặc chuyên nghiệp và tội phạm liên quan đến việc lấy đi hoặc gây thiệt hại thực sự có giá trị tiền tệ lớn. Vào tháng 6 năm 2023, Sainer đã thú nhận 13 tội trọng cấp lớn và thừa nhận đã đánh cắp hơn 500.000 đô la. City of Industry, California, một cô gái đã giựt súng cảnh sát rồi tự bắn trúng mình, cô gái thiệt mạng. Vụ nổ súng xảy ra trong đồn cảnh sát Los Angeles County ở City of Industry khoảng 7 giờ 40 phút tối ngày Chủ nhật. Không rõ cô gái 17 tuổi này vô tình hay cố ý nổ súng, cô đi đến gõ cửa đồn cảnh sát trên đường Hudson. Trung úy Art Spencer của Sở Cảnh sát Los Angeles County, LASD cho hay, hai cảnh sát đã bước ra mở cửa. Khi bước vô đồn cảnh sát, cô gái giật được khẩu súng đeo trên người của một cảnh sát viên. Ông Spencer cho biết, trong lúc giằng co với người cảnh sát cô đã tự bắn trúng mình theo lời của spencer lính cứu hỏa công bố cô gái đã thiệt mạng ở hiện trường tính tới ngày thứ hai văn phòng giảo nghiệm tử thi chưa nhận diện cô gái cảnh sát không bắn phát nào và không cảnh sát nào bị thương ông spencer nói rằng đây là tình huống đáng tiếc cho tất cả ai có liên quan Trước khi xảy ra vụ nổ súng vào lúc 7 giờ 25 phút tối Chủ nhật, cảnh sát đã tới giải quyết vụ tranh cãi trong gia đình trong khu 300 đường Clinwood ở La Puente. Trước khi cảnh sát tới thì cô gái đã đi nhưng không rõ là đi đâu. Và cha mẹ nuôi của cô cho biết dường như cô bị khủng hoảng tinh thần. Theo ông Spencer, đồng cảnh sát LASD của City of Industry cách ngôi nhà đó khoảng một dặm. Một người đàn ông gốc Việt ở Utah lũi xe nhắm vào hàng loạt phụ nữ đi bộ, gây thương tích, bị truy tố cố ý tông xe rồi bỏ chạy. Cảnh sát truy tố Phạm Anh Duy, 26 tuổi, vì liên quan đến 4 tai nạn tông xe rồi bỏ chạy ở Salt Lake City trong 7 tháng qua. Phạm Anh Duy phải đối mặt với 10 cáo buộc trọng tội, trong đó có 6 tội danh cố ý giết người cấp độ 1, đối với cái mà cảnh sát gọi là đụng xe có chủ đích vào người đi bộ. Ông Phạm bị bắt cách đây gần 2 tuần. Đây được cho là những vụ săn lùng mục tiêu được che đậy bằng tai nạn. Ngày 22 tháng 8 năm 2023, hai nhân chứng quan sát thấy một chiếc xe màu trắng tấp vô kế một phụ nữ ở Sandy City, số 1000 West 500 Sao. Các nhân chứng cho biết người phụ nữ này bắt đầu bỏ chạy lúc chiếc xe rồ ga rồi vừa rượt vừa tông vào người phụ nữ, làm bà bị hất lên xe và té xuống đất, sau đó chiếc xe phóng đi. Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng Tài xế nhiều lần ép buộc bà lên xe, bà từ chối và bắt đầu bỏ đi thì bị tông và chấn thương nhẹ. Các nhân chứng cũng đã đọc bản số xe cho cảnh sát và họ phát giác ra đó là chiếc xe Toyota Avalon màu trắng đăng bạ dưới tên của Phạm Anh Duy. Vào ngày 24 tháng 2, các nhân chứng đã khai với cảnh sát rằng Jocelyn Peer và cô con gái 16 tuổi Madeleine Peer đã bị đụng khi đang đi bộ trên đường 1.700 x gần 11.490 sao. Khi cảnh sát xem lại đoạn phim an ninh, họ nhìn thấy chiếc xe Toyota Avalon màu trắng chạy vung vút trên đường ba lần trước khi lũi vào hai mẹ con Peer. Lần thứ ba thì chiếc xe hơi chạy chậm lại trên làn đường dành cho xe đạp. Máy quay đã quay được số xe và xác nhận là xe của Phạm Anh Duy đã chạy trong khu vực này 9 phút sau vụ đụng xe. Jocelyn Pierre và con gái 16 tuổi đã bị nhiều vết thương. Vào ngày 28 tháng 2, Cảnh sát đã được gọi đến với một vụ đụng xe và bỏ chạy trên đại lộ Douglas Avenue và đại lộ Lear Avenue ở Salt Lake City. Martha Knudsen và Janet Brumet cho biết họ đang đi tản bộ gần ngã tư, thì một chiếc xe đen bốn chỗ màu trắng đã tông họ từ phía sau. Xem lại đoạn phim an ninh trong khu vực, thì cảnh sát thấy chiếc Toyota Avalon màu trắng dưới tên của Phạm Anh Duy có mặt trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ đụng xe. Knudsen bị chấn động, trầy xước vùng đất. Đầu và gãy răng, đồng thời phải giải phẫu răng miệng để chỉnh hình. Plummet bất tỉnh sau khi bị đụng và bị chảy máu não, chấn động, gãy tay và nhiều vết thương trên đầu và da đầu. Ngày 11 tháng 3 thì một phụ nữ cũng bị tông và bị thương tại 600 West North Temple thuộc Salt Lake City. Hai người phụ nữ đang đi bộ về hướng đông trên lối đi băng qua đường khi đèn dành cho người đi bộ chuyển qua màu xanh. Người phụ nữ cho biết bà nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng đang chạy nhanh về hướng nam trên đường 600 West thì nghe được tiếng chiếc xe tông vào người phụ nữ ở phía sau. Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng chiếc xe đen bốn chỗ màu trắng đi gần những người phụ nữ với tốc độ chậm khi cả hai đang đi bộ trên đường 600 West. Hành vi này làm họ rùng mình. Các nhân chứng cũng khai với cảnh sát lúc chiếc xe hơi màu trắng tăng tốc độ và cố tình chạy về hướng hai người phụ nữ đang băng qua đường. Đoạn phim còn cho thấy chiếc xe hoàn toàn không đập thắng trước khi tông vào người phụ nữ. Người phụ nữ bị tông trúng phải đặt nội khí quản và bị gãy xương đùi trái, gãy xương chày trái, chảy máu não, nứt xương sọ và gãy nhiều xương chậu. Bà vẫn nằm trong phòng hồi sức đặc biệt ICU tại một bệnh viện. Gia đình của Phạm Anh Duy đã xác nhận với cảnh sát rằng chiếc xe Toyota là của ông và ông là người duy nhất lái chiếc xe này. Biện lý Sim nói rằng chúng tôi đang tiếp tục điều tra các vụ rắc rối tương tự và khuyến cáo bất cứ ai có những tin tức xin hãy liên lạc với cơ quan công lực. Cây cầu Francis Koski ở Baltimore, Maryland bị tàu hàng tông, sập cầu, nhiều xe đang chạy lọt xuống sông. Tàu container trolley đi từ Baltimore đến Colombo, Sri Lanka và treo quốc kỳ Singapore đã bị mất điện và tông vào cây cầu lớn ở Baltimore vào sáng sớm ngày thứ Ba 26 tháng 3 làm cây cầu bị gãy và rớt xuống dòng sông bên dưới. Xe cộ đi trên cầu cũng rơi xuống vùng nước giá lạnh. Lực lượng cấp cứu đang tìm kiếm nạn nhân, AP đưa tin. Thủy thủ điều hành con tàu Delhi đã phát đi lời cầu cứu Mede ngay trước khi có tai nạn sập cầu Francis Scott Key. Điều này cho phép các nhà chức trách hạn chế xe cộ qua lại trên cầu, thống đốc Maryland cho biết. Tai nạn xảy ra trước khi xe cộ qua lại vào buổi sáng đông đúc tại một thành phố lớn ngay bên ngoài Washington, D.C. Cục Giao thông Vận tải tiểu bang Maryland đăng trên S rằng thị trưởng Baltimore cho biết nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường và những cố gắng cấp cứu đang được tiến hành. Kevin Cartwright, giám đốc truyền thông của Sở Cứu Hỏa Baltimore nói với AP lúc khoảng 3 giờ sáng rằng những người ứng cứu khẩn cấp đang tìm kiếm ít nhất 7 người đang ở dưới nước. Ông cho biết cơ quan đã nhận được cuộc gọi 911 vào khoảng 1 giờ rưỡi sáng báo cáo vụ tàu đi từ Baltimore đã tông vào cây cầu, khiến cầu bị sập. Lúc đó thì có nhiều xe đang ở trên cầu, trong đó có một xe lớn cỡ xe đầu kéo. Vào lúc 9 giờ sáng thì có hai người đã được kéo lên khỏi mặt nước và một người trong tình trạng nghiêm trọng. Các viên chức cho biết họ vẫn còn đang tìm kiếm 6 người nữa. Tất cả đều được cho là những người đang làm việc trên cây cầu lúc nó bị sập. Năm chiếc xe, gồm có ba chiếc xe hơi, một chiếc xe tải chở xi măng và một chiếc xe nữa đã được tìm thấy dưới nước bằng kỹ thuật dò sóng siêu âm. Nhiệt độ dưới nước là khoảng 47 độ F. Ông Kharai nói, vẫn còn quá sớm để biết có bao nhiêu người bị ảnh hưởng, nhưng gọi vụ sập cầu này là một sự việc thương vong hàng loạt đang gia tăng. Đây là một trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng. Tổng thống Joe Biden cũng đã được thông báo qua điện thoại về vụ sập cầu và ông đã ra lệnh điều động liên bang để ứng cứu trong tai nạn kinh khủng này. Hai cảng Baltimore sẽ tạm thời đóng cửa để dọn dẹp từ vụ sập cầu, thống đốc Moore đã thông báo. Chưa rõ khi nào sẽ mở lại hai cảng để tiếp nhận hàng hóa. Vụ này sẽ có thể làm đình trệ việc chuyên chở hàng hóa xuất nhập cảng. Một số công ty sản xuất xe hơi như General Motors, Toyota, Volkswagen Group đã dùng hải cảng Baltimore để chuyên chở xe cho bờ duyên hải phía đông của Hoa Kỳ. Khu học chính của Los Angeles bị kiện với cáo buộc che giấu chương trình giảng dạy về người chuyển giới. Trung tâm quyền tự do Hoa Kỳ cho biết học khu này đã nhiều lần không cung cấp hoặc hoàn toàn không cung cấp các tài liệu được yêu cầu trong khung thời gian bắt buộc. Trung tâm quyền tự do Hoa Kỳ đã kiện một học khu ở California với cáo buộc lẫn tránh các yêu cầu nộp hồ sơ công khai, cung cấp tin tức về chương trình giảng dạy liên quan đến việc giảng dạy về chuyển giới và thuyết chủng tộc trọng yếu trong lớp học. Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 3, bà Harmé Tillon, giám đốc điều hành và là người sáng lập tổ chức bất vụ lợi này cho biết, tổ chức của bà rất lo ngại về việc học khu chính thống nhất Los Angeles LAUSD USD liên tục không tuân thủ đạo luật hồ sơ công khai của California. Bà Tilon nói rằng sự vi phạm đạo luật hồ sơ công khai này làm suy yếu tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong chính phủ. Vụ kiện này không chỉ là việc lấy tài liệu, đó là về việc bảo vệ quyền truy cập tin tức quan trọng của công chúng và bảo đảm rằng các cơ quan chính phủ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Bà nói. Theo Trung tâm Quyền Tự Do Hoa Kỳ học khu này đã nhiều lần không cung cấp hoặc hoàn toàn không cung cấp các tài liệu được yêu cầu trong khung thời gian bắt buộc, bất chấp những cố gắng chăm chỉ để cộng tác với LAUSD một cách thiện chí. Một khía cạnh quan trọng trong vụ kiện liên quan đến một loạt các email từ ngày 5 tháng 6 năm 2023 đến ngày 11 tháng 8 năm 2023 cho thấy học khu này đã không xem xét lại và tiết lộ các tài liệu, mặc dù những yêu cầu hợp lý để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Thay vào đó thì học khu đã cung cấp các liên kết web vào ngày 22 tháng 8, 2023 vốn không đáp ứng được những đề nghị trong yêu cầu về hồ sơ công khai, càng nhấn mạnh thêm sự thiếu tuân thủ của học khu này, theo tuyên bố của tổ chức. Tổ chức này nói LAUSD vẫn chưa giải quyết được hoặc đáp ứng đầy đủ một yêu cầu cụ thể vào ngày 22 tháng 5 năm 2023 về các tài liệu liên quan đến việc lưu giữ hồ sơ học sinh và các kế hoạch trợ giúp giới tính và thông tin liên lạc với một nhóm bên thứ ba. Theo tuyên bố bất chấp những lời cam đoan ngược lại, học khu đã không giao bất cứ tài liệu nào được yêu cầu, tạo thành hành vi vi phạm rõ ràng nghĩa vụ của mình theo đạo luật hồ sơ công khai. Tôi không thể không tự hỏi LAUSD đang che giấu điều gì. Ông Mark Trammell, giám đốc điều hành và là luật sư trưởng của Trung tâm Quyền Tự do Hoa Kỳ cho biết, trong một bức email đã gửi ra vào ngày 21 tháng 3, vụ kiện này yêu cầu tòa án ra phán quyết buộc học khu phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo đạo luật hồ sơ công khai California, bao gồm cả việc nhanh chóng tiết lộ các hồ sơ được yêu cầu. Hành động pháp lý này là cần thiết để bảo vệ tính minh bạch trách nhiệm giải trình và quyền của công chúng đối với những tin tức cần thiết. Người cao niên ở California từ 70 tuổi trở lên phải thi lại bằng lái xe. Những người lái xe ở California từ 70 tuổi trở lên phải đối diện với yêu cầu đặc biệt khi gia hạn hoặc xin bằng lái xe. KTVU Fox 2 đã cho biết, những người lái xe lớn tuổi phải trực tiếp gia hạn bằng lái xe trừ phi sở quản lý xe cơ giới GMV có chỉ dẫn khác, hoặc phải trải qua bài kiểm tra thị lực và vượt qua bài kiểm tra trắc nghiệm về kiến thức. Nếu người lái xe lớn tuổi không vượt qua bài kiểm tra bài viết, bằng lái xe của họ có thể được gia hạn thêm 30 ngày, trừ khi họ thi lại rồi đậu phần kiểm tra sớm hơn một sự sửa đổi gần đây trong luật định cho phép những người dưới 80 tuổi làm bài kiểm tra viết trực tuyến, nhưng họ vẫn phải có mặt trực tiếp ở trường thi để kiểm tra thị lực. Rất nhiều người cao tuổi cảm thấy chính sách sửa đổi này là không công bằng. Luật sư Rodney Good có chứng nhận hành nghề luật trên toàn tiểu bang, từng giúp đỡ những người cao tuổi trong vấn đề gia hạn giấy phép lái xe cho biết. Một số người cao tuổi lo ngại rằng việc cấm lái xe sẽ cô lập họ với xã hội. Tôi xem bài kiểm tra rồi và tôi cũng xem rất nhiều bài kiểm tra khác. Luôn luôn có vài câu hỏi vô nghĩa và những câu hỏi đó gần như chẳng liên quan gì tới lái xe. Good cho rằng luật này cần phải xem xét lại. Luật này có lẽ đã có từ 40, 50 năm trước. Ông nói, tôi nghĩ có lẽ 40, 50 năm trước, một người 70 tuổi có lẽ là già hơn những gì người ta coi 70 tuổi trong thời gian bây giờ. Những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, xe cộ có kinh nghiệm an toàn và y học giúp kéo dài tuổi thọ lẫn số năm lái xe. Tuy nhiên, có những thứ phát sinh khi năng lực về thể chất hoặc tinh thần của tài xế suy giảm cho thấy họ không thể lái xe an toàn được nữa. Trong những trường hợp như vậy, bất cứ ai cũng có thể gửi yêu cầu kiểm tra lại kỹ năng lái xe. Tính chất bảo mật sẽ được bảo đảm trừ khi việc gửi yêu cầu được thực hiện với mục đích xấu. Người nào không tuân thủ yêu cầu kiểm tra lại sẽ tự động bị ngưng bằng lái xe. Hội đồng bầu cử Chicago sơ ý bỏ sót hơn 9.000 lá phiếu gửi qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử sơ bộ. Ngày Chủ nhật 24 tháng 3, một quan chức của Ủy ban bầu cử Chicago cho biết ông đã sơ ý bỏ sót hơn 9.000 lá phiếu gửi qua đường bưu điện từ một trong các cuộc đua trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang Illinois vào tuần trước. Vụ việc đã kích khởi sự quan tâm và dò xét mới xung quanh việc bỏ phiếu qua đường bưu điện trong giai đoạn nước rút trước thêm cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Khi cộng tổng số số phiếu bầu qua đường bưu điện mà hội đồng đã nhận được cho tới nay, tôi đã sơ ý bỏ sót những lá phiếu bổ sung được gửi qua đường bưu điện vào tối ngày 18 tháng 3, một ngày trước ngày bầu cử. Theo một tuyên bố ngày 23 tháng 3 của ông Max Beaver, giám đốc tin tức công cộng tại hội đồng bầu cử Chicago, đây là cuộc đua giữa hai ứng cử viên đảng Dân Chủ, bà Eileen O'Neill Burke và ông Clayton Harris cho vị trí biển lý tiểu bang ở quận Cook của Chicago. Bà Burke là một cựu thẩm phán tòa phúc thẩm về sau với khoảng 14.000 phiếu bầu, được nhiều người xem là cứng rắn hơn với tội phạm, trong khi ông Harris, một giáo sư và cựu công tố viên, đã nói rằng các biện pháp trừng phạt nên xem xét đến sự bất công về chủng tộc. Biện lý tiểu bang Kim Fox đương nhiệm, người bị chỉ trích vì mềm mỏng với tội phạm, đã từ chối tranh cử lần thứ ba. Trong bản thông báo vào ngày 24 tháng 3, ông Benver cho biết các luật sư của cả hai ứng cử viên đã gặp nhau trước đó trong ngày và đồng ý rằng việc kiểm đếm phiếu và xác thực chữ ký trên lá phiếu sẽ tiếp tục đến ngày chủ nhật. Với sự có mặt của những người giám sát địa điểm bỏ phiếu, ông nói rằng các thẩm phán bầu cử sẽ giải quyết và kiểm đếm phiếu khoảng 13.086 lá phiếu gửi qua đường bưu điện để được xem xét về thời gian, xác thực chữ ký và lịch sử cử tri với phần lớn trong số này được nhận lại qua thùng phiếu vào ngày bầu cử là ngày 19 tháng 3. Khoảng 9.000 phiếu trong số này đã không được tính trong cuộc đếm phiếu ban đầu. Ông nói thêm rằng những lá phiếu bị sót đã được các thẩm phán bầu cử kiểm tra giải quyết và kiểm đếm trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 3 và đã được đưa vào các kết quả không chính thức. Tính tới 6 giờ chiều ngày 24 tháng 3, kết quả sơ bộ cho thấy ông Harris dẫn đầu với 164.371 phiếu bầu là 52,14% và bà O'Neill Burke đứng thứ hai với 150.900 phiếu bầu, 47,86%. Kết quả cuối cùng vẫn có thể thay đổi khi thời gian kiểm đếm phiếu kéo dài cho tới ngày 2 tháng 4 và kết quả công bố chính thức là ngày 9 tháng 4. Theo cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, Tổng thống Biden theo sát nút cựu Tổng thống Donald Trump ở 6 trên 7 tiểu bang quan trọng. Cuộc thăm dò của Bloomberg News Morning Concert được công bố ngày thứ Ba cho thấy Tổng thống Biden vẫn sao cựu Tổng thống Donald Trump về tổng thể trong số tất cả cử tri ở 7 tiểu bang quan trọng có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử. Cuộc thăm dò ở các tiểu bang bức tường xanh như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin Tổng thống Biden dẫn trước cựu tổng thống Trump một điểm phần trăm chỉ riêng ở Wisconsin. Tại Michigan và Pennsylvania, hai ông đang hòa nhau với tỷ số 45-45. Ở Nevada, thì cựu tổng thống Trump dẫn trước khoảng cách 2% trong cuộc thăm dò ngày thứ ba. Tổng thống Joe Biden vẫn kém 5% đối với cựu tổng thống Trump ở North Carolina. Cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống Donald Trump đã mở rộng vị trí dẫn đầu của mình ở Georgia từ 6% điểm lên 7 điểm. Cuộc khảo sát cũng cho thấy, nhìn chung thì cựu tổng thống Donald Trump vẫn dẫn đầu tổng thống Biden trong số các cử tri ở tiểu bang dao động, với tỷ lệ 47% so với 43%. Tổng thống Biden đã bắt tay vào một chiến dịch tranh cử rầm rộ đến thăm Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Nevada và Pennsylvania trong những tuần gần đây. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đã tới North Carolina vào ngày thứ Ba để thảo luận về chương trình chăm sóc sức khỏe của họ. Một người đàn ông ở Texas đổi tên thành Leader Rally Anybody Else để tranh cử tổng thống trước tình hình bầu cử với sự đối đầu giữa tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump vào mùa thu này, một người đàn ông ở Texas 35 tuổi, trước đây được biết tới với cái tên Dustin lb là một cựu chiến binh quân đội và là giáo viên lớp 7, đã đổi tên của ông thành literally anybody else bất cứ ai khác theo nghĩa đen và ghi danh tranh cử tổng thống trong tháng này. Ông nói rằng chiến dịch tranh cử của ông không thật sự hướng tới ông mà là về một ý tưởng có ứng cử viên của bên thứ ba. Ông nói, tôi thật sự muốn có một lối thoát cho những người như tôi, những người đã quá chán ngấy với việc giành quyền lực liên tục giữa hai bên mà không đem lại lợi ích gì cho người dân bình thường. Chúng ta có thể làm tốt hơn với 300 triệu người đang tranh cử tổng thống. Ông đã nộp đơn lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, nhưng ông phải đối mặt với các cuộc chiến khó khăn để kiếm được 113.151 chữ ký từ những người không bỏ phiếu trong một trong hai cuộc bầu cử sơ bộ ở Texas để đủ điều kiện trở thành một ứng cử viên độc lập. Ông sẽ phải đối mặt với những rào cản tương tự ở 49 tiểu bang khác. Tin từ Georgia, biện lý Fannie Willis vẫn còn phải tự biện hộ trong phiên lấy lời khai ngày thứ Năm 28 tháng 3. Thẩm phán giám sát vụ thách thức bầu cử Georgia của cựu tổng thống Donald Trump đã lên lịch cho một phiên lấy lời khai vào ngày thứ Năm 28 tháng 3 để nghe tranh luận về một số yêu cầu từ cựu tổng thống Donald Trump và David Shafer. Phiên lấy lời khai sẽ là phiên lấy lời khai đầu tiên kể từ việc muốn loại bỏ tư cách của biện lý quận Fulton Fanny Willis, người đã lập hồ sơ vụ án truy tố cựu tổng thống Donald Trump về thách thức kết quả bầu cử ở Georgia. Buổi lấy lời khai ngày thứ năm xảy ra sau khi thẩm phán Scott McAfee cho phép cựu tổng thống Trump kháng cáo phán quyết, nhưng McAfee tuyên bố sẽ tiếp tục vụ án cho thời gian mà cựu tổng thống kháng cáo. McAfee hồi đầu tháng đã từ chối loại bỏ hoàn toàn tư cách của bà Willis dựa trên cáo buộc rằng bà đang được hưởng lợi tài chính từ mối quan hệ lãng mạn với Nathan Way, nhưng ra phán quyết rằng bà hoặc Way phải rút lui khỏi vụ án. Ông Wei sau đó đã từ chức công tố viên đặc biệt. Hoa Kỳ truy tố 7 công dân Trung Quốc tội tinh tặc nhắm vào chính quyền Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp DOJ ngày thứ hai đã truy tố 7 công dân Trung Quốc với âm mưu xâm nhập máy vi tính và âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây khi làm việc cho nhóm apt 31 được cho là do bộ an ninh nhà nước Trung Quốc thuê để theo dõi hạ tầng chính trị quan trọng của Mỹ và các quan chức Hoa Kỳ. Tuyên bố của Bộ Tư pháp nêu tên Ni Gaobin, Wang Min, Fan. Pan Wen, Sun Xiaohui, Xuan Wan và Zhao Wanzhong là bị cáo. An ninh quốc gia và tội phạm Hoa Kỳ sẽ khởi tố sự việc. Bộ Tư pháp sẽ không tha thứ những cố gắng của chính phủ Trung Quốc nhằm đe dọa những người Mỹ phục vụ công chúng, bịt miệng những người bất đồng chính kiến, được luật pháp Mỹ bảo vệ hoặc ăn cắp từ các doanh nghiệp Mỹ. Trường hợp này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về mục đích mà chính phủ Trung Quốc sẵn sàng nhắm tới và đe dọa những người chỉ trích họ bao gồm cả việc phát động các hoạt động mạng độc hại nhằm đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi. Hoa Kỳ báo động an ninh cho công dân ở Pháp sau khủng bố hòa nhạc ở Moscow của Nga. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Paris đã đưa ra báo động về an ninh cho công dân Hoa Kỳ ở Pháp sau vụ đột kích khủng bố ở Moscow. Fox News đưa tin ngày 25 tháng 3, điều này đồng nghĩa với việc nếu du khách đi du lịch ở pháp sẽ thấy tình hình an ninh được gia tăng ở các nơi công cộng gồm có giao thông công cộng những nơi thờ phụng địa điểm du lịch trường học thể thao các trung tâm thương mại tòa đại sứ hoa kỳ cảnh báo rằng những kẻ khủng bố có thể nhắm vào các địa điểm du lịch gần như hoặc không cảnh báo trước du khách đến thăm các khu du lịch đông đúc và danh tiếng nên đặc biệt để ý khu vực xung quanh, tòa đại sứ cho biết, đồng thời kêu gọi công chúng trình báo hành vi đáng ngờ cho cơ quan thực thi công lực. Cảnh báo được đưa ra sau khi chính phủ Pháp nâng hệ thống cảnh báo an ninh quốc gia GB Parrot lên mức cao nhất sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow vào tối thứ Sáu ngày 22 tháng 3. Giới chức Nga cho biết những kẻ Hồi giáo cực đoan tàn sát 139 người tại một thính phòng ở ngoại ô Moscow. Italia đã nói gót Pháp trong việc gia tăng an ninh. Hội đồng an ninh quốc gia Ý đã hội đàm vào hôm thứ Hai và quyết định gia tăng an ninh ở các khu vực có hoạt động vào tuần lễ thánh trước lễ phục sinh vào cuối tuần này. Ý sẽ gia tăng cả giám sát lẫn kiểm tra an ninh và siết chặt nhất ở những nơi náo nhiệt và đông người qua lại nhất, cũng như các mục tiêu đặc biệt, Bộ Nội vụ của Ý cho biết trong một tuyên bố. Xe chở công dân Trung Quốc bị tấn công khủng bố ở Pakistan, nhiều người thiệt mạng. Ngày 26 tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cho biết một chiếc xe chở 5 công dân Trung Quốc và một công dân Pakistan bị tấn công khủng bố khi đi ở tỉnh Khyber, Pakhungwa, phía tây bắc Pakistan. The People's Daily đã đưa tin, đại sứ quán Trung Quốc cho biết vụ tấn công xảy ra khoảng 1 giờ trưa ngày 26 tháng 3, khi chiếc xe này đang đi ở dự án thủy điện Dasu do công ty Trung Quốc xây dựng tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Sáu người trên xe đều thiệt mạng, năm người Trung Quốc đều là kỹ sư đang làm việc cho dự án thủy điện Dasu. Phía đại sứ quán Trung Quốc xác nhận đây là một vụ tấn công khủng bố liều chết đại sứ quán và lãnh sự quán trung quốc tại pakistan lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này bày tỏ tiếc thương sâu sắc đối với các nạn nhân ở cả hai quốc gia và gửi lời chia buồn chân thành tới gia quyến trích tuyên bố từ đại sứ quán đại sứ quán cho biết thêm trung quốc đang làm việc với phía pakistan để cố gắng hết sức giải quyết hậu quả vụ việc các phái đoàn Trung Quốc tại Pakistan đã bắt đầu công việc ứng phó khẩn cấp càng sớm càng tốt, yêu cầu Pakistan tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ tấn công và trừng phạt nghiêm khắc những thủ phạm. Trung Quốc cũng nhắc nhở các công dân và công ty Trung Quốc ở Pakistan phải hết sức chú ý đến tình hình an ninh địa phương và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Tổng thống Pakistan cũng đã lên án vụ tấn công và bày tỏ lời chia buồn tới các gia đình tan quyến. Thổ Nhĩ Kỳ bắt 147 người bị nghi ngờ có liên quan đến nhà nước Hồi giáo IS. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikoya vào ngày thứ Ba cho biết, lực lượng thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 147 người vì nghi ngờ họ có mối liên quan với Hồi giáo IS trong một cuộc vây bắt của toàn quốc gia. Những người này bị cho là thực hiện những hoạt động khủng bố. Theo Yerlikoya, một lượng lớn ngoại tệ, tài liệu tổ chức, và tài liệu kỹ thuật số đã bị thu giữ trong cuộc vây bắt tại hơn 30 tỉnh ở thổ nhĩ kỳ, bao gồm cả istanbul và atalya. bộ trưởng cho biết từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 tới ngày 25 tháng 3, hơn 2.900 người đã bị bắt vì nghi ngờ cộng tác với is. tin việt nam người được ca ngợi trong chương trình thương vụ bạc tỷ, sót thủy bị bắt cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Ngọc Thủy hay còn gọi là Short Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Anh ngữ Apex, một trong những khách mời quyền lực từng xuất hiện trong chương trình thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam, bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Tô Ân Sô là phát ngôn viên Bộ Công an Việt Nam đã loan báo tại cuộc họp báo tình hình kết quả công tác quý 1 năm 2024 vào ngày 26 tháng 3 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Thủy 42 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn giáo dục E-Group, công ty cổ phần đầu tư và phân phối E-Game, ông Đặng Văn Hiển, trưởng ban quan hệ cổ đông công ty cổ phần đầu tư và phân phối E-Game bị bộ công an bắt tạm giam ngày 25 tháng 3. Apex Leader là chuỗi trung tâm Anh ngữ cho trẻ em được cấp giấy phép từ năm 2016 trên trang web thì chuỗi cung ứng này cho biết có 120 trung tâm trên cả nước với khoảng 120.000 học viên tại sài gòn apex leader của short thủy từng có hơn 15.000 học viên từ năm 2017 tới 2022 qua giới thiệu của bạn bè người quen short thủy có nhu cầu huy động vốn đầu tư cho e group với mức lãi suất hấp dẫn là 15% cho một năm theo một tờ báo trong nước vào năm 2023, Shark Thủy đã bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng thông qua các hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Vì tin tưởng danh tiếng, uy tín của Nguyễn Ngọc Thủy thông qua hệ thống Anh ngữ Apex và chương trình Thương vụ bạc tỷ Shark Tank trên đài truyền hình VTV3 của Việt Nam, nên chúng tôi đã nộp cho Nguyễn Ngọc Thủy lên tới vài trăm tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, đại diện cho nhóm 171 người có đơn thưa ông Thủy, đã nói với tờ báo trong nước. Nhiều phụ huynh cho con theo học tại hệ thống các trường trung tâm Anh ngữ iPad Leader của ông Thủy cũng đã được kêu gọi đóng tiền học phí trước, tuy nhiên sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online. Nhiều phụ huynh tại Sài Gòn, Hà Nội, Đắk Lắc, Đà Nẵng cứ ngại chuỗi trung tâm và tiếng Anh cho trẻ em iPad Leaders thuộc e của ông Thủy vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, bỏ rơi khách hàng và yêu cầu hoàn trả học phí. Theo họ, doanh nghiệp của ông đã nhiều lần trễ hẹn hoàn học phí. iPad Leaders mới hoàn được 20-60% tiền học phí cho phụ huynh trong hai đợt vào tháng 6 và tháng 8 năm 2023. Sau đó công ty lại tiếp tục trễ. Đến tháng 11 năm 2023, Trung tâm này đã đưa ra lời hứa là hoàn lại số tiền còn lại theo từng giai đoạn, bắt đầu với 5% vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, trước thời điểm hoàn tiền một ngày, ông Thủy đã gửi thư xin lỗi đến phụ huynh và học viên tại các trung tâm về việc không thể trả tiền được. Nguyên nhân được nêu ra là còn nhiều khó khăn phát sinh ngoài dự kiến, khiến cho trung tâm không thể hoạt động. Sau đó thì công ty Anh ngữ APEC tiếp tục hứa đến ngày 9 tháng 1, tức là ngày ra thông báo, để đưa ra kế hoạch hoàn trả chi phí mới nhưng kéo dài cho đến nay. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào hai em Hồng Loan Bảo Lộc. Tôi tên là Huỳnh Thanh Hùng, muốn tìm tất cả 43 người đi trên tàu GN 0630 KT 944 tới đảo Pulau Bidong ngày 21 tháng 10 năm 1980. Nếu có ai đi trên tàu nghe được tin này, xin hãy gọi về số điện thoại 323 577 9999. Cảm ơn hai em rất nhiều. Bảo Lộc xin được nhắc lại, anh Huỳnh Thanh Hùng muốn tìm tất cả 43 người đi trên tàu DN0630 KT 944 tới đảo Pulau Bidong vào ngày 21 tháng 10 năm 1980. Nếu có ai đi trên tàu nghe được tin này, xin hãy gọi cho Huỳnh Thanh Hùng, số điện thoại là 323 577 9999. Bảo Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau những ngày mưa gió, miền Nam California bắt đầu ấm áp trở lại. <laughs> trong studio mình thì nó bắt đầu nóng luôn. Đúng rồi. Đèn đuốc rồi lên tám mấy độ như, chơi. <cười> <cười> rồi, lên ngày chiều nay Long muốn làm gì đây? Nhìn mà áo trắng sao giống học sinh quá. Kể một câu chuyện như học sinh cho Long nghe. Trời, ghê vậy. Ừ. <laughs> rồi, kể đi. <laughs> trong một cái giờ giải lao của một lớp học cuối cấp là lớp 12, thì một học sinh nam viết chữ trong tờ giấy gấp được chút xíu như vậy nè. Hãy cho cô gái Cô gái ngồi gần cái cửa sổ Mà cậu đã để ý từ lâu Tôi thích bạn lâu rồi Tụi mình hẹn hò nhé Nếu bạn đồng ý Thì bạn hãy trả lại mình tờ giấy này Còn nếu không Thì hãy quăng nó ra cửa sổ đi Một lúc sau Cô nữ sinh ngồi gần cửa sổ Thấy cho chàng nam sinh một tờ giấy Anh chàng vui lắm Kỳ này là chắc chắn cô gạn thích mình rồi chàng nam sinh từ 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 mở tờ giấy ra với một hàng chữ rất là nắng nót, rất là đẹp. Cửa sổ không mở được. Xin lỗi bạn, đừng hiểu lầm. Bị lóc rồi, bị khóa rồi, không có mở được. Cái thằng ngồi kế bên nó khóa rồi. mà, 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 mà mở được nó cũng khóa lại nữa, nó chặt là luôn. Tụi nó thông động nhau mà Thông động <laughs> Ta nói là Nhất quỷ nhiều ma Thứ ba học trò Mấy anh an học trò Hồi xưa cũng ghê gớm lắm Đúng rồi Nhưng mà ta nói là Mối tình đẹp nhất Là những mối tình Thỏa học trò ừ. Nó trong sáng đó. Ừ. Nó thơ ngây Nó lãng mạn Bảo Lộc có thấy tờ giấy Cho cô nào không Không Lộc toàn là bị người ta thấy không Trời ơi ghê quá Ý nói là đắt hàng lắm Không mà. có thấy bông giấy Cắt <laughs> nhỏ nhỏ nè Quăng vô một cái là khỏi Đi, đi tắm mới ra đó. <laughs> ok ngày hôm nay lộc long kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Long là cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của làng và lộc luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.